Kính chào quý vị và các bạn. Phía Đông Bắc Bộ trong những ngày tới có thời tiết tốt, phổ biến tạnh giáo, ít mưa, chủ yếu xảy ra về chiều tối. Về đêm và sáng trời xe lạnh, ban ngày có nắng và nhiệt độ tăng nhanh nhưng không quá cao. Trên chiều ngày mai và ngày kia sẽ phổ biến ở trong khoảng 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn, sau đó tăng nhẹ 1 độ trong ngày mùng 2. Phía Tây Bắc Bộ chỉ có mưa vài nơi trong thời điểm chiều tối. Về đêm và sáng trời xe lạnh, ban ngày khô giáo có nắng với cường độ không mạnh, nhiệt độ sẽ cao hơn khu vực phía đông đôi chút nhưng phổ biến sẽ không vượt quá ngưỡng 32 độ. Tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ 1 đến 2 ngày tới, do ảnh hưởng của đới gió đông bắc tầng thấp nên duy trì mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Sau đó từ ngày mùng 2 mưa sẽ giảm nhanh, chỉ còn ở diện vài nơi. Về tình hình nhiệt độ, cao nhất ngày mai sẽ phổ biến trong khoảng 26 đến 29 độ, sau đó sẽ tăng lần lượt từ 2 đến 3 độ trong hai ngày tiếp theo. Tại khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa cũng xuất hiện ở mức độ giải rác do hoạt động của nhiễu động gió đông từ biển dịch chuyển vào. Nhưng thời điểm tập trung chính về chiều và tối, nhiệt độ chưa chiều ổn định trong khoảng 29 đến 32 độ, phía Nam có nơi cao hơn. Khu vực Tây Nguyên mưa cũng sẽ xuất hiện đều về chiều và tối như tại khu vực Nam Trung Bộ do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông từ biển dịch chuyển vào. Cục bộ sẽ có mưa rông với lượng khá, nhiệt độ cao nhất ngày từ 28 đến 31 độ. Nam Bộ có thời tiết phổ biến là ngày nắng, chiều tối có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa rông lượng khá. Tại các tỉnh thành ven biển Nam Bộ, người dân cần cảnh giác với chiều cường. Nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều là 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn.